trân trọng gửi đến quý vị và các bạn thông tin về trận Ấp Bắc trong cuộc chiến tranh Việt Nam diễn ra vào năm 1963. Trận Ấp Bắc là một trận quy mô lớn diễn ra vào giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, với kết quả là chiến thắng lớn đầu tiên của quân Vũ Trang mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa gọi là Việt Cộng, đối với quân chính quy của quân lực Việt Nam Cộng hòa được cố vấn Mỹ chỉ huy. Trận này diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 1963, gần ấp Bắc thuộc tỉnh Mỹ Tho lúc bấy giờ, ngày nay là tỉnh Tiền Giang, cách Sài Gòn 65 km về phía Tây Nam. Những cuộc giao tranh nhỏ phát triển trong chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu cuối những năm 1954 với chiến dịch chống cộng của Ngô Đình Diệm. Vào thời điểm đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mong muốn cuộc tổng tuyển cử theo hiệp định Geneva sẽ thống nhất hai miền Nam Bắc điều này bị phá bỏ do viện trợ của mỹ vào miền nam ngày càng lớn và chính sách tránh giao tranh bằng mọi giá về mặt này diệp đã rất thành công khi giữ cho quân đội của ông ta không hành động và những cuộc giao tranh quy mô nhỏ bùng nổ khắp miền nam việt nam dân chủ cộng hòa lo lắng về sự can thiệp của mỹ và từ chối mọi sự viện trợ quân sự họ yêu cầu những đơn vị việt minh miền nam rút về những miền thôn quê và rừng núi thế bí tăng lên khi quân đội Việt Nam Cộng hòa mất rất nhiều thời gian để tìm tới các khu vực này, nên quân du kích có đủ thời gian để phục kích và rút lui. Về lực lượng tham chiến, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã huy động một lực lượng gồm một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn 7 và hai tiểu đoàn bảo an, một chi đoàn thiết giáp, 13 xe thiết giáp M113 và ba đại đội bộ binh, trong đó có hai đại đội làm lực lượng dự bị, khoảng 8 máy bay ném bom, 20 trực thăng đổ quân và vũ trang. 11 máy bay quan sát và vận tải, 13 tàu xuồng các loại và khoảng một tiểu đoàn pháo binh chi viện. Tổng cộng gần 1.800 quân do Cố vấn Mỹ chỉ huy. Cuộc tấn công đầu năm lấy tên là cuộc hành quân Đức Thắng tháng 1 năm 1963. Chi tiết lực lượng phía Việt Nam Cộng Hòa trong trận ấp Bắc như sau. Bộ binh, 3 tiểu đoàn của Sư đoàn 7, 2 đại đội biệt động quân, 4 đại đội lính bảo an biệt kích, 4 đại đội lính bảo an tỉnh, 3 đại đội dân vệ biệt kích, một tiểu đoàn lính dù. Tàu xe, 3 tàu gồm FOM, LCVP, LCM, 13 xe lội nước M113, máy bay, 2 chiếc B26, 6 chiếc khu trục, 4 chiếc L19, 14 chiếc C47, 20 máy bay trực thăng gồm 10 chiếc H21, 5 chiếc H34, 5 chiếc HU1A. Pháo, cối, 6 khẩu pháo 105 ly, 4 khẩu cối 106,7 ly. Bộ chỉ huy hành quân gồm có chỉ huy trưởng hành quân đóng tại sân bay Thân Cửu Nghĩa, chi khu Tân Hiệp, do Đại tá Bùi Đình Đạm chỉ huy. Cố vấn cuộc hành quân là Thiếu tá John Paul Van, cố vấn của Sư đoàn Bảy ngụy. Sau khi trận chiến nổ ra có Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân đoàn 4, đến vào lúc 9 giờ sáng. Đại tướng Lê Văn Tị đến lúc 3 giờ chiều. Chỉ huy trực tiếp mặt trận chính do Thiếu tá Lâm Quang Thơ, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng định tường, đóng ở thuộc nhiều xã Dưỡng Điểm. Thiếu tá Tươi, tỉnh Phó Nội An, chỉ huy pháo binh đóng ở lộ 33. Thiếu tá Bách chỉ huy trực thăng đổ bộ đóng ở khu di cư Long Định. Về phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam, có hai đại đội bộ binh và khoảng 30 du kích ấp bắc. Hầu hết quân số chỉ trang bị súng trường và lựu đạn. Vũ khí cỡ lớn duy nhất là một khẩu súng cối 60 ly làm hỏa lực chi viện. Cụ thể, hai đại đội bộ binh C1, D514 địa phương quân tỉnh, C1, D261 chủ lực khu, một trung đội trợ chiến của tiểu đoàn 261, hai tiểu đội đặc công của đại đội 3, tiểu đoàn 261, tổ chức thành tiểu đoàn ép do đồng chí Hai Hoàng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 261 chỉ huy. Một trung đội bảo vệ căn cứ tỉnh và hai tổ công binh thủy săn tàu bảo vệ căn cứ. Một trung đội địa phương quân huyện Châu Thành. Du kích các xã Điềm Hy, Tân Phú, Tân Hội gồm khoảng 30 đồng chí. Đặc điểm của từng đơn vị. Đại đội 1 tiểu đoàn 261 được thành lập tháng 2 năm 1961 do lực lượng các tỉnh trong khu đưa về. Cán bộ, chiến sĩ có thành tích, có kinh nghiệm chiến đấu từ kháng chiến chống Pháp, trước đồng khởi và trong đồng khởi năm 1960, 1961. Đầu năm 1962 phục kích tiêu diệt gọn 3 đại đội lính bảo an ở Gò Công là chiến công vang dội nhất của đơn vị này. Đại đội được trang bị mạnh sau trận Gò Công. Tất cả đều là súng lấy được của Mỹ nên có nhiều đạn. Súng trường cơ số 100 viên. Mỗi tiểu đội có một trung liên, hai ga răng, tức súng trường tự động, hai tôm sông, súng tiểu liên, một mát 36, ba trái đạn tôm bông, hai súng trường hoặc các bin. Đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu đánh phục kích, tập kích, kỳ tập, chưa có kinh nghiệm đánh càn lớn với chiến thuật mới của địch. Sau trận chạy lòn, đại đội 3, tiểu đoàn 261 bị thiệt hại nặng đơn vị ngại đánh càn, nhưng được củng cố bằng kinh nghiệm 3 trận đánh càn thắng lợi của đại đội một tiểu đoàn 514 và được hội nghị quân khu tháng 11 năm 1962 truyền đạt, quyết tâm đứng lại đánh càn, nên đơn vị đã cơ bản giải quyết tư tưởng ngán ngại đánh càn. Đại đội một tiểu đoàn 514 được thành lập từ trung đội vũ trang tuyên truyền của tỉnh, có thành tích và kinh nghiệm chiến đấu kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận, tập kích sát đồn bót địch trong những năm 1960. 1961 và 1962. Đặc biệt đơn vị được tổ chức bằng việc tập hợp, lựa chọn cán bộ chiến sĩ và vũ khí từ những đơn vị bộ đội địa phương huyện sau một năm đồng khởi, nên chiến sĩ đều có kinh nghiệm chiến đấu và trang bị tương đối khá. Mỗi tiểu đội có một trung liên, một ga răng, một tôm sông, sáu súng trường hoặc các bin. Đơn vị từng đánh càn từ tháng 6 năm 1960, tại kênh cọp dần núi. Diệt trên 200 tên địch và rút lui bảo toàn lực lượng Tháng 9 năm 1962 Đánh thắng 3 trận càn tại Cà Nai Cầu Sập, Cầu Vông Cán bộ chiến sĩ không sợ đánh càn Có kinh nghiệm xuất tích trong trận đánh càn Các đơn vị khác và du kích xã trước này Chưa có kinh nghiệm đánh càn tập trung thành mặt trận Mà chỉ đánh phân tán lẻ tẻ rồi rút lui tránh né Nhưng trận này dựa vào đại đội 1 tiểu đoàn 261 Và đại đội 1 tiểu đoàn 514 nên nói chung tin tưởng vào việc đánh cản thắng lợi. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị đánh cản của bộ đội vũ trang tập trung đã thành nền nếp. Bộ đội đóng quân ở đâu cũng phải đào công sự, tổ chức hiệp đồng tác chiến, tổ chức thường trực chiến đấu. Sáng ăn cơm sớm, 5 giờ ra công sự sẵn sàng chiến đấu, đến 8 giờ mới vô nhà dân, nhưng phải để lại những tổ trực chiến suốt ngày ở công sự. Đêm 31 tháng 12 năm 1962, Đại đội một tiểu đoàn 514, và đại đội một tiểu đoàn 261 từ Cống Quế, xã Mỹ Hạnh Đông, chuyển về đóng quân tại ấp Bắc, dự định đêm ngày mùng 1 tháng 1 năm 1963, đi phá ấp chiến lược rồng dứa thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, và hành quân về đóng ở Kinh Năng thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, chuẩn bị đón đánh địch càn vào đây sau khi ấp chiến lược rồng dứa bị phá. Nhưng do có một đơn vị quân giải phóng khác từ miền Tây trên đường hành quân về Trung ương Cục, đã đóng quân ở Kinh Năng nên hai đại đội quay lại đóng quân theo đội hình cũ tại ấp Bắc. Về đóng ở Tân Phú đợt này chỉ có đồng chí Hai Hoàng, tiểu đoàn trưởng chỉ huy. Tiểu đoàn bộ và ban chỉ huy tiểu đoàn còn đang chỉnh huấn ở căn cứ Hưng Thạnh, huyện Châu Thành. Tiểu đoàn đã bố trí đóng quân và tổ chức hợp đồng tác chiến như sau. Đại đội một tiểu đoàn 261 và bộ phận trợ chiến đóng tại ấp Tân Bình, ấp Bắc, từ xóm Hội Đồng Vàng đến mà ông Nguyễn Văn Tiếp, đại đội một tiểu đoàn 514, đóng tại ấp Tân Thới, cách ấp Tân Bình một khoảng trống 300 m Đồng chí tiểu đoàn trưởng Hai Hoàng đặt chỉ huy sở tại nhà ông Mười Sử, nằm trong đội hình của đại đội một tiểu đoàn 514, dựa vào trinh sát liên lạc của đơn vị này làm phương tiện chỉ huy. Diễn biến của trận ấp Bắc Quân giải phóng áp dụng nguyên tắc không bắn máy bay trinh sát và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lần lượt ba chiếc trực thăng chiến đấu xuất hiện, bắt đầu bắn súng máy và dốc két. Chờ trực thăng tới gần, quân giải phóng khai hỏa hàng loạt súng tự động và súng trường từ kinh tưới. Bằng cách đánh phục kích này, đến chưa họ loại khỏi vòng chiến đấu năm chiếc trực thăng. Các toán quân của Sư đoàn 7 Việt Nam Cộng Hòa tiến vào ấp từ phía Bắc đã không quay lại để cứu đại đội dự phòng và các tổ lái trực thăng. Đến 12 giờ 15 phút, cuối cùng tiểu đoàn Sài Gòn đến Tân Thới. Rồi trước 13 giờ những chiếc xe thiết giáp M113 tiến lại dần dần trên đồng ruộng. Quân giải phóng không có vũ khí chống tăng, nên không thể chiến đấu chống xe bọc thép M113 có hiệu quả. Để truyền cho các toán quân can đảm đứng lên chống xe bọc thép, với vũ khí nhẹ và lựu đạn, các chỉ huy của quân giải phóng đã lên một bản danh sách những điểm yếu của xe bọc thép. Người bắn súng máy trên đỉnh đứng sau giá súng để lộ từ thắt lưng trở lên, hoặc có thể bắn chúng lái xe qua khe ngắm. Những chiến sĩ dũng cảm thì có thể tiếp cận rồi ném lựu đạn lên nóc xe các chỉ huy cũng đã truyền thụ cho chiến sĩ, tập trung bắn vào M113 như đã bắn máy bay. Mỗi tiểu đội hoặc trung đội phải chọn chiếc xe gần nhất rồi bắn tập trung vào đấy, không để hỏa lực bị phân tán. Sau một ngày chiến đấu, với năm đợt tấn công bằng những phương pháp tác chiến tân kỳ nhất như thiết sao vận, trực thăng vận, bùa lưới phóng lao từ nhiều hướng, kể cả đổ bộ đường không bằng nhảy dù, song quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều bị đẩy lùi. Kết quả trong trận này quân Việt Nam Cộng Hòa có 83 người thiệt mạng trên tổng số gần 200 lính thương vong, 3 cố vấn Mỹ bị giết và 16 cố vấn, phi công Mỹ bị thương. Phía quân giải phóng có 18 người chết. Lúc 22 giờ cùng ngày, quân giải phóng theo hàng dọc rút về hướng căn cứ Đồng Tháp 10. Dân quân địa phương và nông dân ấp Bắc, Tân Thới đã hỗ trợ họ trong suốt cuộc chiến, cũng đi theo một con đường khác về chỗ trú ẩn trong những rừng rửa lân cận. Đi đầu là các toán quân chủ lực của tiểu đoàn 261 đã chống cự ở ấp Bắc. Quân địa phương của tiểu đoàn 514 đi đoạn hậu với một trung đội bảo vệ phía sau. Hàng quân tiếp tục đi đến một chỗ lội qua sông, tiến lên không bị phát hiện và về đến trại đóng quân ở xã Hưng Thạnh, huyện Châu Thành, lúc 7 giờ sáng. Nhà báo Newsihan viết, họ đã làm được nhiều hơn việc thắng một trận, mang về một thắng lợi theo kiểu Việt Nam, cũng như tổ tiên họ đã làm từ nhiều thế kỷ. Họ đã chiến thắng quân địch mạnh hơn họ, 350 Việt Cộng đã giữ vững trận địa và hạ nhục một quân đội hiện đại với quân số lớn gấp 4 lần, trang bị xe bọc thép, trọng pháo, trực thăng và máy bay ném bom. Để đối chọi, vũ khí mạnh nhất của họ là một khẩu súng cối nhỏ cỡ 60 ly được xem là vô dụng. Họ có 18 người chết và 39 bị thương. Thiệt hại tương đối nhẹ trong cuộc chiến mà người Mỹ và những người Việt Nam do họ bảo vệ đã dội vào nhiều nghìn loạt đạn súng thường và súng máy hạng nặng, 600 đạn súng cối napalm và bom cùng những quà tặng khác chở trên 13 máy bay và 5 trực thăng chiến đấu. Riêng những chiếc Huey đã chút xuống hàng cây ấp bắc 8.400 viên đạn súng máy và 100 dốc Với vũ khí hạng nhẹ, Việt Cộng đã gây gấp 4 lần thiệt hại cho họ, giết được khoảng 80 lính Sài Gòn, làm bị thương hơn 100, 3 người Mỹ chết và 8 người khác bị thương, năm chiếc trực thăng bị bắn hạ. Việt Cộng gây ra những tổn thất ấy mà tiết kiệm đạn dược. Từ những loạt đạn đầu bắn nhau với quân bảo an, cho đến những luật cuối cùng với lính dù, họ chỉ dùng khoảng 5.000 đạn súng thường và súng máy. Cố vấn Mỹ John Paul Van thì nhận xét sau trận đánh, họ thật dũng cảm, họ đã cho chúng ta một hình ảnh đẹp về bản thân họ ngày hôm nay. Sách từ điển Bách Khoa về chiến tranh Việt Nam của Mỹ đã ca ngợi quân giải phóng ở ấp Bắc là những chiến sĩ có quyết tâm cao và được huấn luyện tốt trong khi đánh giá quân Việt Nam Cộng Hòa là bất tài, hỗn loạn và hèn nhát. Thất bại của Mỹ và quân lực việt nam cộng hòa trong trận này không chỉ là một thất bại thuần túy về chiến thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược đã làm dung chuyển giới báo chí mỹ làm cho nhân dân mỹ quan tâm hơn đến cuộc chiến tranh việt nam chiến thắng của quân giải phóng tại ấp bắc đã đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt của mỹ tại miền nam việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi